Xin kính chào quý anh chị đã quay trở lại với chương trình Nhân Tướng Học của kênh Phong Thủy May Mắn trực thuộc công ty kiến trúc Phong Thủy Lộc Tài. Quý vị thân mến, tướng tay cũng là một trong những căn cứ quan trọng xác định tài vận và độ may mắn, vận mệnh của mỗi người. Xem tướng tay nhận định nếu ai may mắn có một trong những năm đặc điểm mà chúng ta sẽ tìm hiểu ngay sau đây, không sớm thì muộn cũng sẽ phát tài vượng vận. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong video này nhé! Bàn tay có khe hở giữa ngón trỏ và ngón giữa. Trong tướng học có nói, bàn tay có nhiều khe hở giữa các ngón là không biết giữ tiền. Song nếu chỉ có khe hở giữa ngón trỏ và ngón giữa thì lại là một câu chuyện khác. Người phụ nữ có bàn tay như thế thì là người có vận mệnh tốt, cả đời gặp được nhiều may mắn và có nhiều tiền. Những người này thường không quan trọng tiền bạc nhưng lại kiếm được nhiều tiền. Họ cẩn thận, chu đáo và luôn được người khác tín nhiệm. Hậu vận, những người có bàn tay này không lo lắng về vật chất, ngược lại còn được tận hưởng cuộc sống vinh hoa phú quý. Ba đường chỉ tay tạo thế chữ M. Theo nhân tướng học, người có đường chỉ tay hình chữ M là người có tướng lãnh đạo với tài năng thiên bẩm, có thể gây dựng được sự nghiệp lớn. Không những thế, họ còn là người giỏi giao tiếp, luôn trượng nghĩa, nhiệt tình giúp đỡ mọi người xung quanh và là đối tác đáng tin cậy trong bất kỳ mối quan hệ kinh doanh nào. Đường bàn tay chữ M thực tế được hình thành từ các đường chỉ tay tam đạo, sinh đạo và trí đạo. Các chuyên gia nhân tướng học cho biết rằng số lượng người có đường chỉ tay này rất hiếm có, vì thế họ là những người đặc biệt có tài năng nhất định. Các đường chỉ tay cơ bản trên bàn tay thường có 3 đường chính, đó là đường tâm đạo, đường sinh đạo và đường trí đạo. 3 đường này biểu hiện cho tình yêu, tình duyên, sinh mệnh và trí tuệ của mỗi người. Đường sinh đạo hay còn gọi là đường đời thường là đường chỉ tay dài nhất, thường dùng để đoán sinh lão bệnh tử của mỗi người. Các nhân tướng học thường dựa vào độ dài ngắn của đường này để tiên đoán số mệnh thọ hay yểu của mỗi người. Nếu đường sinh đạo bị cắt đứt nhiều đoạn hay là có nhiều đường chỉ nhỏ cắt ngang là biểu hiện của người có vấn đề về sức khỏe, chủ yếu là bệnh do tiêu hóa không tốt. Nếu đường sinh đạo bắt đầu từ ngón tay trỏ là người có bản tính kiêu căng, tự phụ, thường có nhiều mưu kế để đạt được tham vọng của riêng mình. Còn nếu đường sinh đạo bắt đầu từ dưới ngón trỏ là người nhân hậu, ôn hòa và khá tự ti về bản thân, thường có cuộc sống yên bình, không bon chen, cạnh tranh. Nếu đường sinh đạo kết thúc ở cổ tay là người thích mạo hiểm, phiêu lưu, thích những trò chơi hay là những hoạt động mang tính rủi ro cao. Những người này thường không có cuộc sống dư giả, hậu vận bi đát. Nếu trên đường sinh đạo có dấu hiệu đặc biệt như ngôi sao hay là chữ thập thì báo hiệu sẽ có tai ương khủng khiếp nên cẩn thận đề phòng. Đường trí đạo. Đây là một trong 3 đường chỉ tay cơ bản thường gọi là đường trí tuệ, thể hiện học vấn, tư tưởng của mỗi người. Đối với những người thuận tay phải thì xem đường trí tuệ chính xác nhất là ở bàn tay trái và ngược lại. Nếu đường trí tuệ dài, sâu và rõ ràng thì là người thông minh, có tính trung thực, biết suy xét kỹ càng trước khi bắt đầu công việc. Còn nếu là đường nông và rộng, cạn thì người người thiếu tự tin, tính tình lại hay hấp tấp nên làm việc thường hay thất bại. Nếu hai đường trí đạo và đường sinh đạo cùng xuất phát ở một điểm và kéo dài thì thường là người nhút nhát, không làm được những việc to lớn. Trí tuệ không cao, phán đoán chậm chạp. Đường trí tuệ mà bị đứt nhiều nơi thì chứng tỏ người đó kém thông minh, thường hay có bệnh tật, thần kinh kém. Khi về già, thường hay có chứng mất trí nhớ hoặc lãng trí. Đường tâm đạo. Thông thường, đường tâm đạo xuất phát ở gốc ngón tay út và kéo dài về hướng ngón tay trỏ. Đường tâm đạo chủ về phúc đức của hiện tại, tương lai và quá khứ. Nếu đường tâm đạo tốt thì phải đâm, không quá rộng thì cũng không quá hẹp, có sắc hồng. Đường tâm đạo sâu, ngoằn ngoèo thì là người có bất nhất trước sau mâu thuẫn, say mê dục vọng. Nếu có thêm hình ngôi sao hay là tam giác thì là người đa tình, thay người yêu như thay áo, nên cuối đời sẽ phải trả giá. Trên đây sẽ là 3 đường chỉ tay cơ bản mà mỗi người thường có, hoặc với những người có bàn tay hình chữ nhật thì thường là tâm đạo và đường trí đạo sẽ gộp là một. Lòng bàn tay quá to so với tỷ lệ cơ thể. Loại bàn tay này khá hiếm gặp, đây là những người tuy chiều cao không đáng kể nhưng lòng bàn tay lại to, rộng.
Tử vi phong thủy gọi tướng người này là tướng tay hốt tiền, tài trí hơn người, mưu lược quyết đoán, tuổi trẻ kiếm được nhiều nhưng tiêu nhiều nên kinh tế chưa vững chắc. Song khi bước qua 35 tuổi, họ thích hợp với những vị trí công việc cấp cao, đòi hỏi kỹ năng sống và năng lực đặc biệt. Thường thì họ sẽ chẳng mấy bận tâm về tiền tài, qua tuổi Ngũ Tuần tiền tài lúc nào cũng dư giả, tiền vận và hậu vận đều an nhàn, đường chỉ tay cắt dọc giữa lòng bàn tay. Đối với nam giới trong độ tuổi từ 20 tới 28, nếu trong lòng bàn tay ngay chính giữa có đường cắt dọc như hình được người xưa nhận định là mạnh mẽ, dám nói, dám làm, thời trẻ tuổi năng lực chưa được nhìn nhận đúng vì nhiều lý do khách quan nên sự nghiệp chịu nhiều trắc trở. Ngoài 50 tuổi, họ mới cải vận, kinh tế có sự thay đổi rõ rệt. Nếu làm kinh doanh sẽ sớm gây dựng được sự nghiệp riêng. Còn nếu làm mạng lưới quan hệ rộng thì tìm được bạn bè tốt, chung vốn thì chắc chắn họ sẽ bứt phá mạnh mẽ vào hậu vận, giàu có hơn người, tiền tài dư dả. Ngón tay cái có đường vân mắt phượng. Đường vân mắt phượng chính là các đường vân giữa hai đốc ngón tay của ngón cái khi kết hợp với nhau tạo thành hình cong tròn giữa. Nhìn gần không khác gì hình mắt chim phượng. Người nào sở hữu đường chỉ tay quý hiếm này ở ngón tay cái thì dù là bàn tay trái hay bàn tay phải thì ở tuổi thanh niên sẽ sớm hoặc là tìm được bến đỗ bình an cho hạnh phúc gia đình, nhưng làm việc chật vật vất vả hoặc là sớm phải chịu cảnh mồ côi cha hoặc là mẹ, tự thân lập nghiệp. Nhờ sự chịu thương, chịu khó đến tuổi trung niên thì họ cũng tích lũy được không ít tiền tài vật chất, biết khéo léo thiết lập các mối quan hệ làm ăn, tinh ý đầu tư và biết chọn nhiều hạng mục đầu tư lâu dài nên đa phần sẽ có tiền đồ sáng lạn, tài chính độc lập. Nếu vợ chồng hợp mệnh đến tuổi vãn niên, họ sẽ có nhiều nguồn thu từ việc kinh doanh bất động sản hoặc các ngành nghề buôn bán tự do. Nhưng đặc biệt cần phải chú ý để tránh bạn bè thân tín lừa gạt. Và ở phần tiếp theo trong chương trình lần này, phong thủy may mắn sẽ giúp anh chị điểm mặt ra 5 trong 12 con giáp. Khi có những đặc điểm trên, sẽ có đường công danh sự nghiệp tốt nhất trong năm 2020, có thể gặt hái được nhiều thành tựu đáng ngưỡng mộ. Đầu tiên phải kể đến đó là tuổi Sửu. Tuổi Sửu trong năm Canh Tý có Thái Tuế tương trợ, sự nghiệp ổn định thăng tiến. Trong năm 2020, sự nghiệp là trọng tâm của năm, dễ dàng có được quý nhân phù trợ, nhưng đừng hấp tấp, ham cái thành công trước mắt, nếu không rất dễ thất bại. Vào năm Canh Tý này, đối với mệnh chủ vẫn còn đang trong vận học hành, sẽ không có lý tưởng, ham chơi sao nhãng. Cùng với đó, con đường sự nghiệp của mệnh chủ tuổi Sửu cũng sẽ có những trắc trở nhỏ do hung thần thiên không gây ra, khiến cho mệnh chủ sẽ có lúc định hướng không thật sự rõ ràng, dễ bị tiểu nhân ám toán, dẫn tới thất bại trong gang tấc. Về sự nghiệp năm 2020 của tuổi Sửu, Canh Kim lộ xuất thương quan, Tý Thủy tọa thứ tài trong năm nên tăng cường hợp tác làm ăn kinh doanh, tiến hành các chiến dịch quảng cáo, thành tích đạt được sẽ tăng cao. Sự nghiệp thành công cũng theo đó mà tới, các dự án sẽ tự tìm đến tận nơi. Vậy nên đừng quên mang theo bên mình kim bài Thái Tuế năm 2020 để được may mắn bình an. Tuổi Sửu cần phải tập trung cụ thể vào một số hạng mục nhất định. Hợp tác để làm ăn sẽ giúp đẩy nhanh tiến độ, sớm đạt được mục tiêu của mình. Bạn dễ dàng tìm được đối tác đáng tin cậy để bắt tay nhau trong một thời gian dài. Tuy nhiên, nếu nói về chuyện thăng tiến thì năm Canh Tý này, tuổi Sửu không có tín hiệu rõ rệt về việc thăng chức. Tuế can lộ xuất thương quan tinh, tượng trưng cho sự kích động và xung đột với cấp trên. Vì thế, nếu muốn đạt được chức vị cao hơn thì khá là khó, trừ khi bạn có được thành tích làm việc cực xuất sắc. Đó sẽ là tấm bằng để bạn tiến lên. Một số ít người tuổi Sửu vẫn có cơ may thăng chức, song cũng không quá lớn, gần như là thay đổi chức vụ, vị trí làm việc mà thôi. Vậy nên, hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu. Tiếp theo trong danh sách của chúng ta đó là tuổi Dần. Tử vi năm 2020, sự nghiệp của tuổi Dần năm nay có thiên ấn, chính ấn cùng trợ mệnh, chuyện học hành thi cử, lấy bằng cấp, chuyển việc, xin việc, thăng quan tiến chức sẽ vô cùng dễ dàng. Bởi cơ hội trong năm không nhiều, nếu không biết nắm bắt thì cũng khó có thể xoay chuyển được vận mệnh, cần phải chủ động tìm kiếm, nắm giữ cơ hội dành cho mình, đừng lười biếng cũng đừng chần chừ do dự. Nếu tự tin vào thực lực của mình thì con giáp này có thể tiến hành đầu tư vào các dự án tài chính cũng khá tốt, nên dành thời gian để học tập thêm kiến thức, kinh nghiệm cho mình. Xem phần trình tài lộc tuổi Dần, con giáp này có Canh Kim Thiên Quan tọa Thái Tuế chính ấn, trong năm đường tài lộc khá tốt.
mệnh chủ sẽ đạt được sự tăng tiến trong lương thưởng và mức đãi ngộ, có thể được quý nhân phù trợ để tài vận không ngừng phát triển. Quý nhân của tuổi Hổ có thể là nữ mệnh lớn tuổi trong nhà hoặc người thân lớn tuổi về phía bên họ ngoại. Các dự án liên quan đến ẩm thực, đồ ăn uống, thủy lợi, thủy sản sẽ dễ thu lợi về tay. Song dù làm gì thì cũng cần phải chủ động sáng tạo, thấy cơ hội tới là dùng hết sức lực để nắm giữ cho mình. Cuộc sống không mấy dễ dàng nhưng vẫn phải nhìn về tương lai. Năm nay, người tuổi Dần muốn tăng cường tài lộc và sự nghiệp của mình, hãy thỉnh ngay pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh và vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để chiêu mời quý nhân hóa giải thị phi, giúp kích hoạt tài lộc và sự nghiệp của tuổi Dần một bước lên mây. Tiếp theo đó là tuổi Mão. Bước vào năm Canh Tý, Tuế Can Canh Kim lộ xuất chính quan, Tý Thủy tọa tại chính ấn, ấn quan tương hợp tạo điều kiện cho con giáp này phát triển trên con đường công danh sự nghiệp. Vậy nên người tuổi Mão hãy luôn mang bên mình vật phẩm phong thủy kim bài thái tuế để nghênh đón các thần hóa giải hung tinh, giúp cho tuổi Mão luôn gặp được may mắn bình an trong cuộc sống. Bản mệnh dễ đạt được mục tiêu của mình, thuận lợi trên con đường học hành thi cử, ứng tuyển xin việc lấy bằng cấp chứng chỉ gì cũng dễ dàng hơn. Ngoài ra thì con giáp này có thể nhanh chóng thăng tiến lên vị trí cao hơn, phù hợp với năng lực bản thân, theo đó mà mức đãi ngộ cũng được cải thiện nhiều. Tuy nhiên do thái tuế Tý Thủy và tuổi Mão phạm phải cục diện tương hình nên trong năm cần phải chú ý trong họa có phúc, trong phúc có tiềm họa, đừng thấy rằng mình thành công mà lơ là cảnh giác. Lợi ích có được chẳng dễ dàng nhưng phải có sự thỏa thuận rõ ràng, nếu không được thỏa hiệp từ trước thì hậu quả có thể khôn lường. Có thể do ganh tị đố kỵ mà tiểu nhân sẽ tìm cách phá hoại, không ăn được thì đạp đổ. Thái tuế trợ đào hoa nên tử vi năm 2020 của tuổi Mão cho thấy bản mệnh dễ tìm thấy được cơ hội gặp gỡ, làm quen với người khác. Khả năng tìm thấy tình yêu của đời mình cũng cao hơn. Song nếu con giáp này đã kết hôn thì đào hoa vượng có thể biến thành đào hoa dữ, phá hoại hạnh phúc mà bạn đang có. Cần phải giữ lập trường vững vàng để không bị say nắng trúng gió mà rơi vào những mối quan hệ ngoài luồng. Thái tuế còn mang theo những hung tinh gây ra đủ chuyện rắc rối phiền phức, làm hỏng chuyện mà tuổi Mão đang cố gắng đạt được, thậm chí còn gây tổn hại đến con giáp này nữa. Trong năm, hung tinh dễ đẩy con giáp này vào họa, khẩu thiệt thị phi, thậm chí có thể vướng họa kiện tụng lao tù, bản thân chịu thương tật, phá tài hao của. Theo phong thủy may mắn thì năm 2020 tuổi Mão cần lưu ý, làm gì thì tốt nhất phải tuân theo quy định, pháp luật. Dù đó là chuyện nhỏ xảy ra bên mình thì cũng đừng vì tình cảm cá nhân do chủ quan mà tặc lưỡi bỏ qua. Cần phải kiểm soát bản thân cho thật tốt, chớ để dục vọng và sự tham lam lấn át hết lý trí mà mắc sai lầm thì chỉ có mất nhiều hơn là được, mà cũng không ai có thể cứu được con giáp này thoát khỏi tai ương. Mão Tý tương hình, Tý Thủy cảnh báo bản mệnh nên tránh xa những nơi nhiều nước như ao hồ, sông suối, âm u, tối tăm. Vậy nên, người tuổi Mão cần phải luôn mang bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo và vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để chiêu mời quý thần tam hợp, hóa giải hạn thái tuế và tăng cường quý nhân trợ giúp. Khi được quý thần tương trợ, thị phi sẽ không còn, từ đó công việc hanh thông thuận lợi, giúp cho người tuổi Mão tài lộc vượng tiến trọn đời. Tuổi Tỵ, luận tử vi về sự nghiệp của tuổi Tỵ, trong năm phàm tam tai, con giáp này phải đối mặt với những áp lực nhất định, mối quan hệ với cấp trên không được tốt, chẳng được tạo điều kiện phát triển đúng với khả năng của mình. Cấp trên có thể không thể hiện rõ ràng bên ngoài, nhưng có thể âm thầm để ý quan sát tuổi Tỵ. Chỉ cần con giáp này sơ suất, lơ là, thiếu tập trung là có thể nhận lời khiển trách ngay lập tức. Họ không trực tiếp gây áp lực cho con giáp này, nhưng cần phải tự biết mà nhắc nhở bản thân, bởi đó có thể là cách mà cấp trên đang dùng để thăm dò thực lực và quyết định những vị trí trong tương lai cho bạn. Công việc thì không quá mức đỡ phức tạp, không có cơ hội thăng tiến khiến cho con giáp này nhục chí, chán nản. Điều đó có thể dẫn tới hành động lơ là, hậu quả là bản mệnh sẽ bị cấp trên nghiêm khắc nhắc nhở, trách phạt. Khoảng thời gian này thì không có áp lực thực sự, nhưng có vô số những điều khó khăn mà những chú rắn phải chịu đựng. Bởi đây có thể là thời điểm thử thách được đặt ra cho bản mệnh, để xem bản mệnh có thể bứt phá được hay không. Để cho sự nghiệp hanh thông may mắn, hãy luôn mang bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh và vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu. Tuy cơ may thăng tiến không nhiều, nhưng nếu con giáp này kiên cường giữ vững mục tiêu, cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa để chứng tỏ năng lực của mình, thì sớm muộn cũng sẽ được đền đáp mà thôi. Đừng vì chán nản, bất mãn mà buông xuôi, cũng đừng tìm cớ lách luật qua mặt cấp trên, bạn sẽ chẳng có tương lai tốt đẹp đâu.
năm 2020 này thì tuổi Tỵ không có cơ may thăng quan tiến chức, nhưng đừng vì thế mà buông xuôi, càng nhiều khó khăn thì càng phải cố nắm vững. Hãy nắm bắt từng cơ hội dù ít ỏi để chứng minh, thể hiện năng lực của mình. Hãy tạo chỗ đứng vững chắc cho mình, tạo nền tảng cho những sự phát triển sau này. Làm việc theo đúng quy trình, đừng tự lách luật mà gây rắc rối cho chính mình. Tuổi Tuất. Về tổng thể, vận thế của tuổi Tuất vào năm 2020 không có nhiều biến động lớn, bản mệnh có thể gặp được cơ hội nhưng khó nắm bắt, phải tốn nhiều công sức, vượt qua nhiều trở ngại thì mới có thể đạt được thành công như mong muốn. Trong năm 2020, canh kim lộ xuất thực thần cộng với thiên can và địa chi tạo thành tổ hợp thực thần sinh tài. Thái tuế không gây nhiều ảnh hưởng đến người tuổi Tuất nên sự nghiệp người tuổi này nói chung khá thuận lợi, đặc biệt là những bạn làm trong các lĩnh vực marketing, đầu tư tài chính thủy lợi. Tuy nhiên, cơ hội sẽ không tự nhiên đến với bạn mà cần phải chủ động nắm bắt, không nên dựa dẫm vào bất cứ ai. Dù trong quá trình thực hiện kế hoạch gặp phải nhiều vấp váp, thậm chí là rủi ro ngoài dự kiến, thì bản mệnh cũng không nên nản lòng bỏ cuộc. Mệnh chủ sẽ cần luôn mang theo bên người một kim bài thái tuế có tác dụng hóa giải xung sát do thái tuế ảnh hưởng tới mình. Nếu bạn có thể kiên trì với mục tiêu của mình thì chắc chắn cuối năm sẽ là thời điểm bạn hạt thái được nhiều thắng lợi. Ngoài ra thì trong năm có cơ hội được hưởng thụ nhiều thú vui trong cuộc sống, được tham gia nhiều hoạt động vui chơi, giao lưu, tụ tập. Còn về mặt tình cảm, do có sao cô thần quả tú tọa thủ nên mệnh chủ có nhiều chuyện không như ý. Năm Canh Tý con giáp này không thuận lợi trong chuyện hôn nhân hoặc là gia ở riêng. Còn trong chuyện tình cảm, nam mệnh gặp nhiều cơ hội hơn nữ mệnh. Tuy nhiên, nếu có tình cảm với ai thì bản mệnh nên là người chủ động, không nên phụ thuộc vào bất cứ ai hoặc là bất cứ hoàn cảnh nào. Nếu không, cơ hội tốt đẹp trôi qua một cách vô ích. Ngoài việc chú ý sức khỏe của bản thân thì tuổi Tuất còn phải chú ý đến sức khỏe của người thân. Trong năm nay, gia đình dễ có người ốm đau hoặc qua đời. Tuy nhiên, không nên quá lo lắng về vấn đề này bởi năm nay thái tuế không tạo thành cục diện tương khắc với bản mệnh. Nhiều chuyện tưởng như là nguy hiểm nhưng rồi cũng trôi qua một cách nhẹ nhàng. Đương nhiên, những điểm sáng thì cũng xuất hiện những kẻ không nhiều. Nhìn chung thì vận trình của tuổi Tuất vẫn còn tốt trong năm nay. Sự nghiệp tài vận có mức nâng lên đáng kể, cường độ áp lực công việc cùng tồn tại. Chớ để làm việc quá sức, phải chú ý đến sự kết hợp giữa công việc và nghỉ ngơi, điều chỉnh vừa phải, thái độ thoải mái, lạc quan đối với cuộc sống. Sử dụng vật phẩm phong thủy may mắn cũng là một cách để hóa giải những thị phi tai ách của năm. Với những người tuổi Tuất cần phải có vật phẩm phong thủy minh quang pháp bảo và vòng tam hợp quý nhân dần ngọ Tuất luôn sử dụng bên mình theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy để được sự cát lành. Trên đây là năm con giáp có tố chất hơn người nên sẽ mau chóng giàu có thịnh vượng. Bạn có nằm trong năm con giáp này hay không? Nếu không thì hãy cùng like, đăng ký kênh để theo dõi các chương trình tiếp theo xem có mặt con giáp của tuổi mình hay không nhé. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn, quý anh chị hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi hoặc để lại thông tin mong muốn của mình ở phía dưới ô bình luận. Thầy Gia Cát cùng đội ngũ trợ lý của thầy sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Hẹn gặp lại trong những video sau.